cần tiếp tục biên tập lại chặt chẽ hệ thống đề án, bố cục chính của đề án về đề cương chi tiết cơ bản phù hợp với đề cương sơ bộ do Ban chỉ đạo thông qua vào kỳ họp thứ nhất. Tuy nhiên, vẫn phải biên tập lại nội hàm của đề án cho rõ nét hơn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu như vậy tại phiên họp thứ hai với Ban chỉ đạo xây dựng đề án, chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, diễn ra vào chiều nay. Kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý cần phải viết gọn hơn, cô đọng hơn, theo tính logic giữa các phần, các chương mục của đề án, tránh trùng lập. Cần làm rõ thêm những nội dung quan trọng, dự kiến đưa vào nghị quyết trung ương như đặc trưng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đánh giá tổng quát thực trạng các quan điểm, các mục tiêu, các phương hướng đột phá, các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Cần dành dung lượng thỏa đáng cho những vấn đề được xác định là trụ cột của chiến lược. Đồng ý với Ban nội chính trung ương và bộ tổ biên tập khẩn trương tổ chức các cuộc tọa đàm chuyên sâu, cần thiết thì mở rộng phạm vi lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan. Nếu vẫn còn băn khoăn chưa thống nhất thì đề xuất các phương án để đưa ra Ban chỉ đạo thảo luận cho ý kiến kỹ lưỡng về những nội dung này trong phiên họp lần sau để tiếp tục hoàn thiện đề án. Chúng ta mới phát hiện vấn đề thôi, chứ mà trái cái vấn đề hay vấn đề tồn tại đặt ra thì cần phải tiếp tục nghiên cứu. Tinh thần là tất cả những vấn đề chưa rõ thì phải được làm rõ và có quan điểm luận cứ đầy đủ. Những vấn đề chưa đạt sự thống nhất, đồng thuận cao thì phải đạt được sự thống nhất, đồng thuận cao trong Ban chỉ đạo chúng ta trước khi trình Bộ Chính trị Ban Bí thư. Hiện đề án đang bước vào giai đoạn gấp rút, thời gian trình Bộ Chính trị là vào tháng 8, trình Trung ương vào tháng 10. Như vậy, khối lượng công việc tiếp tục còn rất lớn. Chủ tịch nước đề nghị Ban chỉ đạo cần phải họp một số phiên nữa để cho ý kiến hoàn thiện thống nhất nội dung đề án. Tinh thần là phải có sự thống nhất, phát huy dân chủ, quyết tâm cao để hoàn thành đề án, đảm bảo chất lượng và tiến độ trình Bộ Chính trị và Trung ương theo đúng kế hoạch, phấn đấu hoàn thành đề án để gửi Văn phòng Trung ương trước thời hạn. Nhân kỷ niệm lần thứ 42 Quốc khánh nước Cộng hòa Zimbabwe ngày 18 tháng 4 năm 1980, ngày 18 tháng 4 năm 2022. Hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đến Tổng thống Emmerson Mnangagwa. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Thượng viện Mabel Chinomona và Chủ tịch Hạ viện Jacob Mudenda. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Quốc tế nước Cộng hòa Zimbabwe, Frederick Sava. Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và các vận động viên, huấn luyện viên, nghệ sĩ, diễn viên và kiểm tra các công trình, công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31. Thủ tướng nhấn mạnh, việc đăng cai tổ chức SEA Games 31 là vinh dự, trách nhiệm, song cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Do đó, phải nỗ lực để tổ chức SEA Games 31 là SEA Games của đoàn kết, thống nhất, ấn tượng, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Thăm các vận động viên, huấn luyện viên đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần tập luyện và mong các vận động viên, huấn luyện viên tiếp tục nỗ lực hết mình, sẵn sàng thi đấu với thành tích cao nhất, vì màu cờ sắc áo, song không vì áp lực huy chương. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan, bộ, ngành liên quan tiếp tục khắc phục khó khăn, tạo điều kiện, chăm lo thật tốt để các vận động viên, huấn luyện viên có tinh thần và thể chất tốt nhất tham gia SEA Games. Thăm cung thi đấu Điền Kinh trong nhà Mỹ Đình, kiểm tra động viên nghệ sĩ diễn viên đang tập luyện chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 31, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ngày khai mạc đã đến gần, áp lực về thời gian là rất lớn. Thủ tướng chia sẻ về những khó khăn vất vả của các nghệ sĩ diễn viên, mong các nghệ sĩ diễn viên cùng các lực lượng phục vụ SEA Games 31 có nhiều sức khỏe, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình để chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc SEA Games 31 thực sự ấn tượng, đặc sắc, thể hiện ý chí, trí tuệ, sự khéo léo của con người Việt Nam và bản sắc văn hóa nền nghệ thuật Việt Nam. Kiểm tra sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là nơi diễn ra nhiều hoạt động của SEA Games 31, đặc biệt là lễ khai mạc và lễ bế mạc. Mỗi hoạt động đều cần được chuẩn bị hạ tầng cơ sở, điều kiện hoạt động khác nhau. Do đó, các bộ, ngành, đơn vị liên quan phải sắp xếp hợp lý để đảm bảo các hoạt động không ảnh hưởng lẫn nhau. Làm việc với các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị thúc đẩy việc triển khai các phần việc, rút ngắn công tác chuẩn bị, rà soát lại các công việc, công trình, kịp thời phát hiện, xử lý ngay những vấn đề nảy sinh và chưa hoàn thiện, tăng cường phối hợp, kết nối các bộ phận, các phần việc đảm bảo trơn tru hiệu quả. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc đăng cai tổ chức SEA Games là vinh dự, trách nhiệm, song cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Do đó, phải nỗ lực để tổ chức SEA Games 31 thực sự là SEA Games của đoàn kết, thống nhất, ấn tượng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.
Hôm nay tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện và luật thanh tra sửa đổi. Thảo luận về luật tần số vô tuyến điện vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tần số vô tuyến điện là tài sản quốc gia quan trọng và ngày càng có giá trị, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang thực hiện cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, phát triển kinh tế số, xã hội số. Các quốc gia đều chú trọng và thúc đẩy bảo vệ quyền lợi, nhất là quyền chủ quyền quốc gia về tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh. Chủ tịch Quốc hội đánh giá việc sửa đổi luật lần này rất cấp thiết và quan trọng. Công tác quản lý vô tuyến điện phải chặt chẽ, công khai, minh bạch để làm sao phát huy giá trị tối đa về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh. Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục thảo luận dự án luật thanh tra sửa đổi. Dự thảo luật sửa đổi lần này đề cao vai trò và làm rõ hơn trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tổ chức, chỉ đạo hoạt động thanh tra, xử lý kết luận, kiến nghị thanh tra, nâng cao việc chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi và quyết định của mình. Dự thảo luật giữ nguyên hệ thống tổ chức gồm thanh tra chính phủ, thanh tra tỉnh, thanh tra huyện. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị không tổ chức cơ quan thanh tra cấp huyện do ở cấp huyện không có nhiều nhu cầu thanh tra, biên chế rất ít nên không phát huy được hiệu quả. Các đại biểu cơ bản tán thành với các quy định của dự thảo luật, đồng thời đề nghị bổ sung quy định rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương, các cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong việc xây dựng định hướng, kế hoạch thanh tra nhằm lược bỏ ngay từ đầu những nội dung có nguy cơ dẫn đến chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra.